Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của Báo Lao động. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 8 mới đây, Hạ viện Thái Lan vừa bỏ phiếu thông qua việc bầu chọn bà Paetongtarn Shinawatra làm thủ tướng, thay thế người tiền nhiệm Srettha Thavisin, bị tòa án hiến pháp bãi nhiệm hôm 14 tháng 8. Từng được gọi là công chúa của gia tộc Shinawatra, bà Paetongtarn, con gái ông Thaksin Shinawatra, đã trỗi dậy trên chính trường để trở thành thủ tướng trẻ nhất Thái Lan. Chương dung tân thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan. Nhận được 51% số phiếu bầu, bà Paetongtarn trở thành người đứng đầu chính phủ Thái Lan khi mới 37 tuổi. Để được thông qua, bà Paetongtarn cần nhận được quá nửa số phiếu của 493 thành viên Hạ viện. Liên minh cầm quyền do Pheu Thai dẫn đầu hiện nắm giữ 314 trên 493 ghế nghị sĩ Hạ viện. The Discord cho hay kết quả cuộc bỏ phiếu đã đưa bà Paetongtarn trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan. Bà cũng là nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan sau người cô ruột Yingluck Shinawatra. Như vậy, gia tộc lừng danh Shinawatra đã có 3 người làm thủ tướng Thái Lan, gồm ông Thaksin Shinawatra, bà Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin, và bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của ông Thaksin. Lưu ý thêm rằng cả cha và cô của tân thủ tướng Thái Lan trong quá khứ đều bị lật đổ sau các cuộc đảo chính của giới quân sự. Giới quan sát cho rằng việc bà Paetongtarn lên nắm giữ vị trí thủ tướng dường như không khó, nhưng thách thức là ở nhiệm vụ của thủ tướng đang chờ đợi bà ở phía trước. Bà Paetongtarn lên làm thủ tướng trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn. Nhiệm vụ cấp bách của tân thủ tướng Thái Lan là phải khôi phục lại sự ủng hộ đang suy giảm đối với Pheu Thai, đảng dẫn đầu liên minh cầm quyền và vực dậy nền kinh tế. Một trong những chính sách trọng tâm của đảng Pheu Thai là chương trình phát 10.000 bạc $276 vào ví điện tử cho mỗi người dân, đủ điều kiện để kích thích kinh tế. Do đó, tân thủ tướng cũng phải tìm cách tiếp tục chương trình chưa được thực hiện này. Bà Paetongtarn phát biểu khi được bầu làm thủ tướng. Đất nước phải tiến lên, Pheu Thai là đảng lớn trong quá trình thành lập chính phủ và sẽ thúc đẩy đất nước tiến về phía trước. Chúng tôi quyết tâm cùng nhau thực hiện điều đó. Tân thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định, tôi tin tưởng vào Pheu Thai, tôi tin tưởng vào tất cả các đảng trong liên minh chính phủ sẽ đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Tiết lộ thú vị về tân thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Tân thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan là con gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo báo The Nation, 9 người đứng đầu chính phủ Thái Lan giai đoạn 2001-2006 này từng nhận định cô Úc sẽ trở thành thủ tướng Thái Lan trong tương lai, nhờ được thừa hưởng ADN chính trị của cả gia tộc Shinawatra. Nữ thủ tướng là gương mặt khá mới trong chính giới. Bà được chọn là một trong 3 ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai vào tháng 5 năm ngoái và đã trở thành tiêu điểm chú ý của quốc tế khi bà sinh con chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử. Bà Paetongtarn có tên thật là Ung In, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Mỹ. Bà là con thứ 3 và là con út của cựu thủ tướng Thaksin với vợ cũ Pogramen Napompera. Bà Paetongtarn tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị, xã hội học và nhân chủng học tại khoa khoa học chính trị của Đại học Chulalongkorn năm 2008 và lấy bằng thạc sĩ quản lý khách sạn quốc tế tại Đại học Surrey ở Anh. Trước khi tham gia chính trường, bà Paetongtarn từng là giám đốc điều hành của Render Development Co Limited, công ty quản lý các tài sản thuộc sở hữu của gia đình Shinawatra, bao gồm khách sạn SC Park, câu lạc bộ golf và thể thao Anphai và khách sạn Thames Valley Khao Yai. Bà là cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ SC Asset Corporation và là giám đốc của Thái Com Foundation. Bà cũng nắm giữ cổ phần của khoảng 20 công ty khác trong lĩnh vực bất động sản, viễn thông và truyền thông. Trước khi đảm nhận vai trò thủ tướng, bà Paetongtarn sẽ phải từ bỏ vai trò kinh doanh của mình và tuân thủ các hạn chế về quyền sở hữu cổ phần. Bà đã kết hôn với ông Pidok Sosavat và có 2 con. Trước cuộc tổng tuyển cử tháng 5 năm 2023, bà Paetongtarn là một trong 3 ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai, sau khi đảng Pheu Thai giành được quyền thành lập chính phủ với ông Srettha, được bầu làm thủ tướng. bà Paetongtarn tiếp tục giữ vị trí cấp cao trong đảng Pheu Thai và được bầu làm lãnh đạo đảng này vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Là thành viên chính phủ cựu Thủ tướng Srettha, bà Paetongtarn gần đây được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch hai Ủy ban Quốc gia về Chiến lược Quyền lực mềm và Phát triển Hệ thống Y tế Công cộng. Cả hai đều do Thủ tướng đương nhiệm làm chủ tịch. Khi còn trẻ, bà Paetongtarn đã theo cha trong các chuyến công tác chính trị khắp đất nước, tiếp thu kiến thức chính trị và hiểu sâu sắc cảm nghĩ của người dân. Reuters dẫn lời bà Paetongtarn hồi tháng 3 năm nay. Khi tôi 8 tuổi, cha tôi tham gia chính trường, kể từ ngày đó cuộc sống của tôi cũng gắn liền với chính trị. Khi lớn lên, bà đã nói về nguồn cảm hứng bước vào chính trường của mình, cho rằng đó là nhờ ADN Thaksin mà bà thừa hưởng. Tuy nhiên, việc cha bà bị lật đổ năm 2006 là trải nghiệm khó quên. Bà kể tôi thường nhìn thấy ảnh cha bị gắn lên tường, gạch chéo và vẽ bậy. Ở tuổi 20, việc bị bao quanh bởi lòng thù ghét là điều rất khó vượt qua. Bà Paetongtarn chính thức bước vào chính trường với tư cách là người thừa kế chính trị mới nhất của ông Thaksin. Trước khi bước lên nấc thang cao nhất của vũ đài chính trị, người phụ nữ sinh năm 1986 này đã giữ nhiều chức vụ trong đảng Pheu Thai. Trở thành thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan là một thách thức đáng kể với trách nhiệm xây dựng chính sách trên mọi lĩnh vực và duy trì sự ổn định trong bối cảnh chính trị đầy biến động của Thái Lan. Câu hỏi đặt ra là liệu bà Paetongtarn có thể tạo dựng bản sắc riêng cũng như đặt ra các chính sách cho sự tiến bộ của quốc gia hay không? Thủ tướng Srettha Thavisin bị bãi nhiệm. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm đương kim Thủ tướng Srettha Thavisin vì bổ nhiệm một cựu luật sư từng ngồi tù vào nội các. Theo CNN, phán quyết gây sốc trên khiến Thái Lan rơi vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa. Quyết định trên được đưa ra một tuần sau khi cũng tòa án này giải tán đảng Tiến Bước và cấm các lãnh đạo của đảng này tham gia chính trường trong 10 năm. Đảng Tiến Bước giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội Thái Lan tại cuộc bầu cử năm ngoái. Tòa án Hiến pháp ở Bangkok phán quyết ông Srettha, ông trùm bất động sản và là người mới tham gia chính trường, đã vi phạm hiến pháp khi bổ nhiệm một bộ trưởng không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và nội các. Ông Srettha Thavisin là thủ tướng thứ tư trong vòng 16 năm bị bãi nhiệm theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan. Với việc ông Srettha bị bãi nhiệm, Liên minh Cầm quyền do Pheu Thai lãnh đạo sẽ phải đề cử một ứng viên mới cho chức thủ tướng. Sau đó, 500 nghị sĩ Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu chính phủ mới. Thủ tướng bị bãi nhiệm có thể khiến bối cảnh chính trị vốn đã hỗn loạn ở Thái Lan có thêm nhiều biến động. Trong 2 thập niên qua, hàng chục nhà lập pháp ở nước này đã đối mặt với lệnh cấm, nhiều đảng bị giải tán và thủ tướng bị bãi nhiệm. Vụ kiện chống ông Srettha được một nhóm 40 cựu thượng nghị sĩ do quân đội bổ nhiệm đệ trình vào tháng 5. Những cựu nghị sĩ này muốn thủ tướng bị bãi nhiệm vì bổ nhiệm ông Pichit Chuentan, một phụ tá thân cận của cựu thủ tướng Thaksin, vào nội các. Ông Pichit từng phải ngồi tù 6 tháng hồi năm 2008 vì coi thường tòa án sau khi cố gắng hối lộ các quan chức của tòa án tối cao trong vụ việc liên quan tới ông Thaksin. Ông Srettha đã phủ nhận các hành vi sai trái và khẳng định ông Pichit đã được thẩm tra. Các cuộc thăm dò cho thấy mức độ ủng hộ đối với ông Srettha đã giảm trong những tháng gần đây, vì các chính sách kinh tế quan trọng của ông bị phản đối và trì hoãn. Theo báo Bangkok Post, triển vọng kinh tế của Thái Lan bị xáo trộn sau khi Thủ tướng Srettha Thavisin bị bãi nhiệm. Chính quyền của ông Srettha Thavisin đã lên kế hoạch trẻ hóa nền kinh tế thông qua nhiều sáng kiến dân túy khác nhau, bao gồm việc cung cấp ví số 10.000 bạc, dự kiến sẽ bơm khoảng 450 tỷ bạc, 12,8 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế. Khoản tài trợ này ước tính sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thêm 1,2 đến 1,8 điểm phần trăm trong suốt kế hoạch. Nhưng tình trạng hỗn loạn xung quanh việc ông Srettha Thavisin bị bãi nhiệm hiện có nguy cơ làm chệch hướng những nỗ lực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.